Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, cũng như toàn thể quý vị đang xem trực tiếp chương trình. Quả thật, như chúng ta đã biết, từ khi mà cô Sơ giành giải Nobel Y học về ung thư tuyến giáp, phẫu thuật ung thư tuyến giáp từ những năm 1909, thì quả thực trong suốt một giai đoạn sau đó thì phẫu thuật ung thư tuyến giáp gần như là không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đến khoảng 10 năm trở lại đây thì ung thư tuyến giáp trở thành một vấn đề tương đối là nóng, và cùng với đó là chúng ta cũng vừa thấy một cái bài phát trình bày của tiến sĩ Duy về những cái tiến bộ, rất nhiều tiến bộ được ứng dụng trong ung thư tuyến giáp, không những là mang lại những cái chất lượng về điều trị giúp thời gian sống thêm của bệnh nhân tốt hơn, mà còn làm tăng cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp nó cũng là một loại ung thư dù tiên lượng tốt, nhưng vấn đề căn bản của nó vẫn là tái phát và di căn. Dù chúng ta điều trị tốt thế nào, vẫn có những cái tỷ lệ tái phát di căn. Như chúng ta đã biết, thì điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, thì bác sĩ Duy cũng vừa trình bày, chúng ta gồm có phẫu thuật là cơ bản. Sau đó, những trường hợp tùy theo phẫu thuật bảo tồn hay là phẫu thuật cắt toàn bộ, đánh giá các yếu tố nguy cơ, có thể là theo dõi hoặc là điều trị bằng iốt phóng xạ, và sau đó là liệu pháp hormone nhằm mục đích triệt căn, giảm tái phát, giảm tử vong, kéo dài thời gian sống. Phần lớn các trường hợp thì hiệu quả điều trị cao, tỷ lệ sống thêm 10 năm có thể đạt trên 85%. Tuy nhiên, vẫn có 15-30% các trường hợp tái phát. Và như chúng ta đã biết, điều trị ung thư tuyến giáp tái phát vẫn là một cái thách thức cho các phẫu thuật viên cũng như là cho các thầy thuốc điều trị y học hạt nhân. Thì ung thư tuyến giáp tái phát, như chúng ta thấy, đúng không? Tại sao cái tỷ lệ nó vẫn cao như vậy? Thực ra thì là có những cái khó khăn trong chẩn đoán ban đầu, đặc biệt là vai trò của siêu âm. Như chúng ta đã biết là siêu âm để chẩn đoán về khối u cũng như là những cái chọc tế bào để chẩn đoán xác định bệnh, thì càng ngày càng có những cái tiệm cận rất là tốt giữa tất cả các trung tâm. Thì tuy vậy, để đánh giá những cái di căn hạch, đặc biệt là cái di căn hạch nhóm cổ trung tâm, thì vẫn là một khó khăn. Đồng thời, cái vấn đề vết hạch cổ trung tâm giữa các trung tâm phẫu thuật ung thư tuyến giáp trên toàn quốc chưa có sự thống nhất. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tái phát nó vẫn cao. Bên cạnh đó là tỷ lệ kháng với điều trị iốt 131, và chúng ta thấy cái tỷ lệ di căn vẫn trong khoảng 15-30%. Về ung thư tuyến giáp tái phát được định nghĩa là sự xuất hiện của một hay nhiều tổn thương tại vùng tuyến giáp, hệ thống hạch cổ hoặc vị trí khác trên bệnh nhân trước đó đã được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, điều trị lần đầu được xem như là đã lấy triệt căn, không còn tổn thương ung thư, và thời gian đến lúc tái phát là trên 12 tháng. Về chẩn đoán, tôi xin sơ lược một số cái chẩn đoán khi mà chẩn đoán tái phát. Thì bệnh nhân thường đến với chúng ta với những cái triệu chứng cơ năng có thể là giai đoạn sau đó là chúng ta sau khi phẫu thuật thì hoặc là điều trị thì đa số là trong cái hoàn cảnh phát hiện khám qua định kỳ trên siêu âm, nhưng cũng có những trường hợp mà giai đoạn muộn rồi có thể xuất hiện những cái triệu chứng, hoặc tự bệnh nhân sờ thấy hạch, hoặc thậm chí có những bệnh nhân là đã xuất hiện ở giai đoạn muộn khi mà u hoặc hạch xâm lấn và chèn ép. Bên cạnh đó thì vai trò rất là quan trọng của các xét nghiệm cận lâm sàng, đặc biệt là vai trò của siêu âm, của xét nghiệm TG, của xạ hình và chọc hút kim nhỏ tế bào để chẩn đoán xác định. Như chúng ta biết thì siêu âm là phương pháp mà cung cấp rất nhiều thông tin về tái phát và di căn, đúng không ạ? Siêu âm vừa đơn giản, không xâm lấn và có độ nhạy cao trong đánh giá tái phát tại chỗ, tại vùng, trong theo dõi sau điều trị. Siêu âm tuyến giáp đặc biệt phát hiện quan trọng những cái trường hợp mà di căn hạch cổ
ở tại cái vị trí rừng tuyến giáp sau phẫu thuật, đánh giá cả di căn đối bên, di căn hạch và đánh giá cả về chính xác về số lượng, kích thước khối u trước phẫu thuật, tránh chúng ta bỏ sót những cái tổn thương để chúng ta lên cái kế hoạch điều trị cho những cái trường hợp tái phát. Về định lượng thyroglobulin thì đây là một cái xét nghiệm cái dấu ấn sinh học rất là nhạy trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tái phát sau những trường hợp được cắt giáp toàn bộ và điều trị diệt giáp bằng iốt 131. Nồng độ thyroglobulin sau điều trị triệt căn ung thư tuyến giáp thể việt hóa mà tăng trên 2 nanogram trên ml đã được coi là nghi ngờ cao ung thư tái phát. Và phát hiện tái phát thậm chí ở những cái giai đoạn mà chưa có biểu hiện lâm sàng, đây là điều kiện lý tưởng vì nó cho phép áp dụng những phương pháp điều trị cơ bản nhưng mà hiệu quả cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy có khoảng đến 15-20% bệnh nhân có nồng độ thyroglobulin tăng, huyết thanh tăng cao trong khi chúng ta chụp xạ hình với iốt vẫn âm tính. Trong thực tế lâm sàng thì chúng ta hay gặp những cái tình huống mà xét nghiệm TG huyết thanh cao có, hoặc là có xu hướng tăng dần, nhưng mà xạ hình toàn thân với liều chẩn đoán hoặc là xạ hình toàn thân sau điều trị vẫn âm tính, thì cái nhóm bệnh nhân này thì là cái nhóm mà chúng tôi rất là quan tâm, và những bệnh nhân này chúng ta cũng cần phải được chẩn đoán xác định bằng những cái phương pháp chuyên sâu hơn như chụp cắt lớp vùng cổ, thậm chí là chụp PET-CT để tìm tổn thương tái phát di căn nhằm điều trị sớm. Đây là những cái hình ảnh mà xạ hình toàn thân hoặc là chụp PET-CT với cái tổn thương di căn vùng cổ sau điều trị. Trong một cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái thời gian tái phát thường là trong 3 năm đầu tiên. Vì vậy cái vai trò rất là quan trọng của việc khám định kỳ trong những cái năm đầu sau điều trị. Về cái lý do đến khám thì chúng ta thấy những bệnh nhân đa số là được khám qua kiểm tra định kỳ, qua những cái xét nghiệm, đặc biệt là siêu âm và xét nghiệm TG, và giúp phát hiện khoảng gần 70% các trường hợp tái phát. Tuy vậy vẫn có những trường hợp mà bệnh nhân đến khám và phát hiện tái phát muộn khi đã có những cái khối u hoặc là những cái triệu chứng di căn. Về vị trí tái phát thì chúng tôi thấy là thường đa số tái phát tại hạch. Thưa quý vị, là tái phát tại hạch, tại sao cái tỷ lệ lại cao như vậy, nó lên tới gần 80%? Bởi vì là như chúng ta biết, thì tôi sẽ bàn thêm cái vấn đề này ở phần sau đây. Tức là hạch, tái phát hạch tại sao thế? Bởi vì trước đây nó có mấy lý do như sau. Hoặc thậm chí là đến giai đoạn hiện nay, một số trung tâm vẫn chưa tiến hành cái vết hạch cổ ngăn trung tâm một cách thường quy. Vì vậy, thường là cái tỷ lệ mà chúng ta biết rồi, cái siêu âm hạch nhóm trung tâm thường là khó khăn trong cái phát hiện trước phẫu thuật, do bị tuyến giáp che lấp, do bị xương đòn che lấp, cho nên là chúng ta thường là có cái đánh giá không chính xác. Vì vậy cái chẩn đoán cái giai đoạn trước mổ cũng không chính xác. Vì vậy kết hợp với cái chuyện chúng ta không vét, vì vậy những trường hợp như vậy có thể là chúng ta sẽ chỉ cắt bảo tồn thôi, tức là cắt một thùy và eo, thậm chí để lại thùy bên kia. Và những trường hợp như thế thì khi mà hạch tiếp tục to lên và đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ phát hiện được. Còn lại là những cái trường hợp mà chúng ta biết rồi, hạch tiềm ẩn, như một cái nghiên cứu mà ban nãy bác sĩ Duy nói cũng như một chị vừa hỏi, thì cái tỷ lệ nó lên tới có thể là trên từ 30-50% có hạch tiềm ẩn trước mổ. Cho nên, và thứ hai nữa là chúng ta biết rồi, cái phẫu thuật cũng là một trong những cái yếu tố tiên lượng người phẫu thuật viên. Việc mà vét hạch cũng như là cắt tuyến giáp triệt để hay không cũng góp phần vào cái tỷ lệ tái phát. Nhìn chung thì tái phát trong ung thư tuyến giáp chủ yếu là tại hạch cổ. Điều này thì cũng phù hợp với những cái nghiên cứu trong và ngoài nước. Cái quan điểm, ban nãy chúng ta thấy cũng có những câu hỏi về cái quan điểm trong cái phẫu thuật về vết hạch dự phòng. Thì chúng ta thấy là, mà đây chủ yếu là cái vết hạch dự phòng thì được chấp nhận bởi nhiều cái hiệp hội phẫu thuật tuyến giáp cũng như hiệp hội phẫu thuật nội tiết trên thế giới. Vết hạch dự phòng mà chủ yếu chúng ta hay áp dụng là vết hạch cho nhóm trung tâm. Thì như chúng ta thấy là nó có cái tác động lên tái phát một cách rõ rệt. Nhóm mà không vết hạch thì trung bình cái tỷ lệ tái phát trong khoảng 10%. Còn nhóm mà có vết hạch thì cái tỷ lệ tái phát nó chỉ thấp hơn
3-4%, thậm chí có nghiên cứu dưới 2%. Đấy là vai trò của vết hạch dự phòng rất là quan trọng. Như chúng ta biết là có hạch di căn rõ trên lâm sàng qua chẩn đoán bằng lâm sàng, bằng chẩn đoán hình ảnh thì gần như là cái việc vết hạch cổ được thống nhất rất là cao giữa tất cả các trung tâm. Kiểm soát hạch cũng nói chung vẫn khá là đa dạng, có những nơi thì lấy hạch, vết hạch cổ chọn lọc hoặc là vết hạch cổ triệt căn biến đổi. Còn những trường hợp mà chưa có bằng chứng di căn hạch trên lâm sàng thì chúng ta vẫn có những cái tranh cãi. Như ban nãy chúng ta thấy cũng vẫn có những câu hỏi về vấn đề này. Chúng ta biết rằng về mặt lý thuyết để mà loại trừ cái xác suất không phẫu thuật được triệt căn thì việc cắt toàn bộ tuyến giáp kèm theo vết hạch cổ thì là lý tưởng. Tuy nhiên chúng ta biết rằng một phương pháp phẫu thuật can thiệp như vậy thì sẽ đi với cái thời gian phẫu thuật dài hơn, tăng cái tỷ lệ nguy cơ của phẫu thuật. Vì vậy mà cân bằng rủi ro từ vết hạch cổ với lợi ích của việc giảm khả năng tái phát tiềm ẩn vẫn còn là một quyết định khó khăn và gây tranh cãi. Vẫn có những cái lập luận phản đối việc vết hạch cổ chọn lọc dự phòng, chủ yếu tập trung đến những cái biến chứng liên quan đến cái suy tuyến cận giáp, tổn thương thần kinh thanh quản trên thanh quản quạt ngược, xuất huyết và tụ dịch của cái vùng này. Thì tuy nhiên với những cái trung tâm mà phẫu thuật lớn thì cái việc phẫu thuật hạch cổ trung tâm hiện nay khá là an toàn và tất cả các nghiên cứu của chúng ta thì đều cho thấy là rất là an toàn và cái tỷ lệ tai biến biến chứng là rất thấp. Về điều trị ung thư tuyến giáp tái phát, khi chúng ta đã chẩn đoán tái phát thì vai trò của điều trị ung thư tuyến giáp tái phát tại chỗ, tại vùng là chủ yếu. Vì vậy vẫn nổi trội lên cái vai trò của phẫu thuật, vai trò của ngoại khoa. Bên cạnh đó thì khi mà những cái không còn tại chỗ tại vùng thì chúng ta sẽ kết hợp với những cái phương pháp tại chỗ khác như xạ ngoài hoặc thậm chí là đốt sóng cao tần, tiêm cồn hoặc những cái phương pháp điều trị toàn thân như điều trị hóa trị hoặc là những thuốc điều trị đích. Vậy thì cái điều trị ung thư tuyến giáp tái phát này, các yếu tố nào quyết định cho cái việc điều trị? Khi nào thì phẫu thuật, khi nào thì lựa chọn những cái phương pháp điều trị khác? Nó phụ thuộc vào vị trí, đặc điểm tổn thương, mức độ chèn ép xâm lấn của tổn thương di căn, kích thước tổn thương và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, cái mức độ tiến triển nhanh hay chậm của bệnh nhân để chúng ta quyết định cái điều trị. Với một cái chiến thuật xử lý, nếu như những cái tổn thương khu trú thì đó là vai trò của phẫu thuật bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Bệnh nhân với những tổn thương tái phát mà di căn nhiều vị trí, kích thước lớn, tiến triển nhanh trong vòng 12 tháng thì cân nhắc những cái điều trị toàn thân, đặc biệt là điều trị đích. Những cái tổn thương nhỏ 1 cm hay là nhiều tổn thương nhỏ rải rác tiến triển chậm mà chúng ta theo dõi thấy tiến triển rất chậm thì hoàn toàn có thể theo dõi 3 đến 12 tháng và sau đó tùy thuộc vào cái tiến triển để chúng ta có cái điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Những cái tổn thương nhỏ nhưng tiến triển nhanh hay tổn thương lớn nhưng tiến triển chậm thì quyết định điều trị phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng cũng như tình trạng của người bệnh lúc đó, và đặc biệt là chúng ta bao giờ cũng phải cân bằng cái lợi ích cũng như những cái nguy cơ rủi ro của cái phương pháp điều trị đó, và quan trọng nhất đó là nguyện vọng của bệnh nhân. Khi chúng ta giải thích cái sự đồng ý của bệnh nhân và sự quyết tâm của bệnh nhân sẽ quyết định cái điều trị tiếp theo của chúng ta. Đây là những cái guideline hướng dẫn của CNN đối với cái thể biệt hóa. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà có tái phát di căn còn có thể phẫu thuật được thì vẫn nổi trội lên vai trò của phẫu thuật. Sau đó nó chính là một cái điều trị triệt căn, sau đó tiếp tục giúp cho cái điều trị iốt phóng xạ và cái liệu pháp ức chế hormone, kể cả thể nhú, kể cả thể nang. Điều trị ung thư tái phát bằng phẫu thuật đó là một cái phương pháp mà quan trọng và phẫu thuật là chính, giúp lấy bỏ tổ chức ung thư tái phát di căn. Đó là ưu tiên hàng đầu khi mà còn khả năng phẫu thuật. Tuy vậy thì phẫu thuật lại, như chúng ta đều biết, nó có những cái khó khăn, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Khi chúng ta vào lại một cái vùng mổ, có thể là cắt tuyến giáp hoặc đã từng vết hạch cổ, thì những cái sẹo, sơ, dính, những cái tổ chức phía dưới trong một cái không gian chật chội và có những thành phần quan trọng của cái vùng cổ thực sự là một thách thức khó khăn cho các phẫu thuật viên.
Đối với phẫu thuật thì áp dụng cho những cái trường hợp tái phát, chúng ta có thể là phương pháp có thể cắt lại cái toàn bộ tuyến giáp với những trường hợp mà chúng ta chỉ trước đó phẫu thuật bảo tồn thôi, kèm theo vét hạch, hoặc là cũng có thể những trường hợp mà chúng ta chỉ vét hạch lại những cái vị trí đã tái phát. Vậy về phẫu thuật hạch cổ tái phát di căn thì chỉ định khi nào? Vâng, với những cái hạch như chúng ta biết là với những cái hạch trung tâm mà khi di căn với trục ngắn của hạch trên 8mm thì có chỉ định phẫu thuật lại. Với những trường hợp hạch cổ bên khi kích thước trên 1cm thì cũng có chỉ định phẫu thuật lại. Đặc biệt là những khi cái hạch này mà không ảnh hưởng đến những cái cấu trúc sống còn của bệnh nhân thì cái vai trò của phẫu thuật phải đặt lên hàng đầu để chúng ta có cái điều trị tiếp theo. Những cái trường hợp hạch mà kích thước nhỏ mà không gây ảnh hưởng, có thể chúng ta chỉ cần theo dõi. Đây là cái nhóm bệnh nhân mà có rất nhiều những cái tranh luận, những cái cân nhắc giữa kể cả người bệnh, các phẫu thuật viên cũng như các nhà điều trị y học hạt nhân. Chúng ta sẽ có trường hợp thì chúng ta có nên là can thiệp sớm hay là để theo dõi thì cũng là một cái tranh cãi. Tuy nhiên chúng tôi thấy là đa số những trường hợp và những trường hợp mà khi chúng ta giải thích cho người bệnh và cân bằng những cái lợi ích thì những trường hợp di căn còn nhỏ thì hoàn toàn có thể theo dõi được. Những trường hợp hạch tái phát có tính chất xâm nhập khối lớn thì được điều trị bằng phẫu thuật là tốt nhất. Cần xem xét các yếu tố khác như những khả năng xâm lấn vào các cấu trúc quan trọng của vùng cổ, cái tình trạng chức năng của thần kinh thân quản quạt ngược, xem nó còn tốt hay đã liệt rồi. Rồi những cái tình trạng khối u ban đầu, đó là cái độ ác tính, cái thời gian tăng gấp đôi của TG, cái khả năng bắt iốt phóng xạ, mức độ bắt FDG khi chụp PET và các yếu tố về sinh học phân tử liên quan tới khả năng tái phát di căn. Cái quyết định phẫu thuật hạch tái phát di căn ở vùng cổ, như tôi nói, luôn cần phải cân nhắc giữa lợi ích và tai biến có thể xảy ra. Trong những trường hợp có di căn xa, phẫu thuật vẫn có thể được đặt ra nhằm mục đích điều trị giảm nhẹ hoặc phòng bệnh tiến triển ảnh hưởng đến chức năng sống như xâm lấn đường thở, đường tiêu hóa. Như vậy, cho dù xét nghiệm tế bào dương tính đối với các trường hợp tái phát, phẫu thuật tái phát di căn có thể trì hoãn nếu như những cái việc này không mang lại kết quả tốt hơn. Chỉ định phẫu thuật được đưa ra khi có sự hội chẩn của các nhà phẫu thuật, các bác sĩ điều trị nội tiết và quan trọng hơn là có sự hợp tác của người bệnh. Về phạm vi phẫu thuật tái phát thì đối với nguy cơ tái phát tăng lên khi mà chúng ta vét chọn lọc. Vì vậy chúng tôi chỉ định phẫu thuật vét hạch toàn bộ các khoang. Các khoang này được cân nhắc hợp lý tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ phẫu thuật viên, khả năng thực hiện triệt để, các khó khăn liên quan đến sẹo sơ, dính, biến dạng giải phẫu trước đó và những cái nguy cơ tai biến có thể xảy ra. Nạo vét hạch cổ hai bên tái phát thường liên quan đến những nhóm hạch 2, 3, 4, 5. Nạo hạch cổ trung tâm hai bên thì luôn luôn phải lưu ý đến cái nguy cơ tổn thương thần kinh hai bên cũng như là suy tuyến cận giáp. Đối với khoang trung tâm thì kinh nghiệm trong ngoại khoa của chúng tôi khi vét lại những trường hợp mà di căn hạch trung tâm thì tùy thuộc vào việc chúng ta sờ thấy hay những cái chỉ dẫn hình ảnh thì chúng ta cần phải phẫu tích khi vào lại. Khi đã bộc lộ được thì chúng ta sẽ cần phẫu tích sạch toàn bộ những cái khoang này, toàn bộ phía bên của khoang trung tâm cũng như không gian phía trước. Thường mở rộng chủ yếu vào phía động mạch. Các hạch di căn ít gặp hơn ở cái vị trí có dây thần kinh quạt ngược và nơi có tuyến cận giáp. Về mặt kỹ thuật thì đầu tiên bước quan trọng để phẫu tích an toàn đó là chúng ta phải xác định được động mạch cảnh và làm sạch cái bề mặt trước của nó từ khí quản, tuyến giáp đến nền cổ. Nhận dạng và phẫu tích thần kinh quạt ngược trong những trường hợp mà sau phẫu thuật, đặc biệt là những trường hợp sơ dính cũng khá là khó khăn và cũng là một cái thách thức, đặc biệt là những phẫu thuật viên mới. Thì khi đó thì chúng ta thấy rồi, nên bộc lộ, kinh nghiệm của chúng tôi là nên bộc lộ ở vùng thấp, dưới chỗ tái phát, bộc lộ thấp ở phía dưới. Sau đó khi đã bộc lộ được thần kinh rồi thì chúng ta sẽ phẫu tích ngược lên. Và khi đó những trường hợp khó thì có vai trò quan trọng khi chúng ta có thể sử dụng kính phóng đại hoặc là dùng máy dò thần kinh thì trong những cái trường hợp khó.
Những trường hợp mà trước đây chúng ta đã vết hạch cổ trung tâm và không có bằng chứng tái phát lại thì chúng ta không nên mở lại ngăn trung tâm. Bởi vì cái nguy cơ mà khi chúng ta đã vết rồi, chúng ta không có bằng chứng mà chúng ta vẫn vào thì cái nguy cơ nó có thể là lúc đó cái thành phần còn lại nó chỉ là gì ạ? Cái tuyến cận giáp và thần kinh, cho nên là cái nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tuyến cận giáp. Ở vết hạch cổ bên, vết lại hạch cổ bên là toàn bộ những cái nhóm 2, 3, 4, 5. Và việc lựa chọn vết hạch cổ 1, 2 bên tùy thuộc vào cái chẩn đoán, đánh giá, cái kế hoạch của chúng ta trước phẫu thuật cho những cái trường hợp tái phát. Vết chọn lọc một vài nhóm hạn chế chỉ được sử dụng nếu tái phát một vị trí trên bệnh nhân trước đây đã vết hạch triệt để. Ví dụ, những trường hợp mà chúng ta đã vết hạch cổ nhóm 4, một bên, thì nó chỉ di căn hạch nhóm 4 thôi. Mà trước đây chúng ta đã vết hạch cả nhóm 2, 3, 4, 5, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải lên cao để vết hạch nhóm 2. Và ngược lại, những trường hợp mà chúng ta trước đây đã vết sạch nhóm 3, 4, và bây giờ nó di căn hạch phía cao, nhóm 2, thì cũng không nhất thiết chúng ta phải mở lại nhóm 3, nhóm 4, mà chúng ta chỉ có thể vết chọn lọc vị trí nhóm 2. Tuy nhiên thì khó khăn ở đây đặt ra là gì ạ? Những cái trường hợp mà tái phát ở vị trí mà trước đây chúng ta chưa vươn tới, chưa vét mà chúng ta ghi cái cách thức mổ đầy đủ, hoặc là thậm chí là những trường hợp mà những trung tâm mà chúng ta vét mà ghi chép đầy đủ thì nó dễ cho cái việc quyết định. Thế tuy nhiên những trường hợp mà ghi chép không đầy đủ hoặc những cái trung tâm mà chúng ta không có những cái trao đổi thì cái việc lúc đấy chúng ta quyết định là vét một chọn lọc một vài vị trí hay phải mở tất cả các khoang cũng là quyết định khó khăn. Các dây thần kinh và ống ngực thì nằm phía ngoại vi của hạch cổ bên. Dây thần kinh đám dưới cổ chạy qua vùng này và chúng ta cần phải phẫu tích cẩn thận để bảo tồn chúng. Cái bóc tách phía sau của động mạch cảnh, trong những trường hợp mà khi phẫu tích lại thì chúng ta lưu ý bóc tách phía sau đó, chúng tôi thường thấy là cái vị trí phía sau của động mạch ít khi có hạch di căn. Và khi bóc tách phía sau thì nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cái đám dưới cổ là rất cao. Vì vậy không nên bóc tách phía sau, cái bình diện phía sau của động mạch cảnh. Những cái vị trí theo kinh nghiệm của chúng tôi, những cái vị trí mà dễ bị bỏ sót nhất kể cả trong phẫu thuật lần 1 cũng như là khi phẫu thuật tái phát lần 2, đó là những cái vị trí ở trước tĩnh mạch cảnh trong và phân nhánh của động mạch cảnh ngoài, tức nhóm 2 ở phía trên cao. Đây là vị trí mà chúng ta vươn lên, đặc biệt mà với những cái trường hợp mà chúng ta đi cái đường mổ không đủ rộng thì có thể bỏ sót. Và cái vị trí thứ hai chính là cái vị trí những cái hạch cảnh thấp trong chuỗi hạch cảnh nhóm 4, đòi hỏi phẫu tích cẩn thận để bảo tồn ống ngực và thắt một số nhánh bạch huyết hay ống ngực. Thì vùng này thì vì nó có ống ngực cho nên chúng ta cũng thường là có thể một số trường hợp có thể bỏ sót. Và thứ ba nữa là cái vị trí phía sau cái bình diện của đám dối, dây thần kinh đám dối cổ. Những trường hợp di căn nhiều có thể di căn cả những cái bình diện này. Và khi phẫu tích chúng ta cản trở gập những cái dây thần kinh và dính, cho nên cũng có thể là nguy cơ ảnh hưởng thần kinh, chúng ta cũng có thể bỏ sót. Đây, chúng ta thấy là có đối với ung thư tuyến giáp tái phát, có một cái nghiên cứu gộp năm 2007 của White, thì chúng ta thấy là khi vết hạch lại thì cái tỷ lệ suy tuyến cận giáp kéo dài và cái liệt dây thần kinh quật ngược kéo dài là cao hơn một cách rõ rệt. Nghiên cứu này cũng giống như của thầy Lê Văn Quảng cũng cho thấy cái tỷ lệ những trường hợp mà tái phát thì cái tỷ lệ tai biến, biến chứng cao hơn. Và kết luận là cái vết hạch cổ trung tâm ở cái lần phẫu thuật đầu tiên thì bao giờ cũng an toàn hơn so với là chúng ta không vét và sau đó khi hạch tiến triển lên chúng ta mới phải vào vét lại, thì khi đó sơ dính rồi thì cái tỷ lệ nó nguy cơ cao hơn. Chúng tôi cũng thấy là các biến chứng sau phẫu thuật của một số tác giả nó cũng rơi vào khoảng dao động từ 15 đến 30%. Trong đó những cái tỷ lệ mà biến chứng mà vĩnh viễn đối với thần kinh quật ngược và cái tuyến cận giáp cũng rơi vào khoảng 2 đến 10%. Như vậy, chúng ta thấy rằng di căn tái phát đa số là tại chỗ, tại vùng với vai trò quan trọng của phẫu thuật. Phẫu thuật lại đối với những trường hợp tái phát thì vẫn là một thách thức khó khăn và nguy cơ có những cái tai biến, biến chứng cao.
Vì vậy, để giảm cái tỷ lệ tái phát di căn này thì chúng tôi khuyến cáo, một là để chẩn đoán, cần phải chẩn đoán chính xác cái giai đoạn trước mổ bằng cách là lập bản đồ hạch trước mổ, cũng như là có cái pháp thống nhất cái điều trị phẫu thuật, nhất là việc vét hạch cổ trung tâm một cách thường quy. Thứ hai là cần xây dựng hệ thống quản lý theo dõi bệnh nhân tốt sau điều trị nhằm giúp phát hiện sớm các trường hợp tái phát để điều trị kịp thời và mang lại hiệu quả cao, giảm các tai biến chứng. Bài trình bày của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô, quý đồng nghiệp và các bạn theo dõi trực tiếp.